Tìm M thuộc vào số nguyên đúng không? Sao cho Y bằng gì? Y bằng MX bình cộng MX trừ M cộng 12 mũ trừ 1 phần 3 hả? Có tập xác định D bằng R. Đúng chưa? Chị nhớ Y này bằng gì? Này nè, chuyển thành gì? Có phải là căn 3 của cái ngoặc đó mũ trừ 1 không? Rồi, căn 3A thì bằng A 1 phần. Hiểu chỗ này chưa? Mũ trừ A mũ trừ 1 chính là 1 phần. Hiểu luôn chưa? Bằng căn 3 1 phần cái ngoặc đó. Chốt. 1 phần cái ngoặc đó này nè. Rồi bằng căn 3 của 1 phần căn 3 của cái ngoặc đó. Được chưa? Đúng chưa? Cái gì? Đây nè, nó số trừ trừ 1/3 mà. Trừ 1/3 đó chị ơi. Dạ. Bằng lại viết lại nè, này căn 3 của 1 có phải ra 1 không? Phần căn 3 viết lại trong ngoặc. Thì cái này nhớ điều kiện nha. Căn này căn lẻ hay căn chẵn? Tập xác định trong cái đó. Sai. Căn 3 luôn có tập xác định D bằng R. Căn chẵn mới có tập xác định lớn bằng 0. Căn lẻ tập xác định D bằng R, nghe không? Nhưng này nó đang nằm ở đâu? Ở mẫu. Vậy có tập xác định khi và chỉ khi mẫu phải khác không? MX bình cộng MX trừ M cộng 12 khá không? Đúng chưa? Mà bây giờ kêu tập xác định D và R thì ở đây mình làm chậm nha. Tại vì mình không biết. Thấy xác định A nè, nhiêu M B M, xin lỗi, B M C, C bằng trừ M cộng 12. Được chưa? Thì thấy A chưa? Có dính cái chữ M đúng không? Thì mình phải xét trường hợp gì? Trường hợp 1, A bằng bằng 0. Nhớ mình làm chậm đi. A bằng 0 và M bằng 0. Thế 0, 0, 0 vô ra bao nhiêu? 12 khác 0 không? Đúng. Đúng với mọi x thuộc R. Kịp chưa? Vậy tập xác định là E, R nhận thằng này. Chốt. Tiếp tục trường hợp thứ 2. A khác 0, vậy tương đương M khác, khác 0, M khác 0, vậy M x bình cộng M x trừ M cộng 1, 12 nó phải khác 0. Đây là phương trình bậc 2, mà muốn khác 0 thì mình chỉ có 2 trường hợp thôi. Có 2 trường hợp thôi. Lớn hơn không hoặc nhỏ hơn không? MX bình cộng MX trừ M cộng 12 lớn hơn không, hoặc MX bình cộng MX trừ M cộng 12 nhỏ hơn không, lớn hơn không với mọi x thuộc R. Thì nhớ đi, hàm FX lớn hơn không với mọi x thuộc R. FX lớn hơn không với mọi x thuộc R thì khi và chỉ khi đang ta A cùng A cùng A cùng A lớn hơn không, delta nhỏ hơn không. Nhớ lý thuyết chưa? Chút dở lại. Cái này cũng tương tự. Fx nhỏ hơn không khi với mọi x thuộc R khi và chỉ khi A cùng nhỏ hơn không và delta nhỏ hơn không. Nhớ chưa?